Thanh Hóa bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kích test Covid-19 không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kích test Covid-19 trái phép. Cụ thể, sáng ngày mùng 5 tháng 3 tại km 380 qua địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương Thanh Hóa đã dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 75H00607 do Mai Thanh Đạt trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Qua đó Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 thùng kích test nhanh COVID-19, với số lượng 3.600 bộ do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ hàng hóa khi kiểm tra đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lái xe khai, nhận vận chuyển số hàng hóa này từ địa bàn tỉnh Quảng Trị đi thành phố Hà Nội. Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Sương đã chuyển giao toàn bộ hàng hóa và phương tiện cho cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Ngày mùng 4 tháng 3, đội quản lý thị trường số 9 của quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đội 3 PC03, công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang vụ giao dịch kit test COVID-19 tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Tài xế ô tô biển kiểm soát 19A15696 là Dương Văn Hải ở xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa khai nhận vận chuyển số lượng 1.600 kit test nhanh Noro Coronavirus Antigen Rapid Test Kit do Trung Quốc sản xuất từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ qua đơn đặt hàng online. Toàn bộ hàng hóa cũng không có hóa đơn, chứng từ và thông tin đơn vị nhập khẩu. Ngày mùng 3 tháng 3, đội quản lý thị trường số 9 Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Linh, địa chỉ tại đường Nguyễn Tạo, thành phố Thanh Hóa về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tịch thu 20 hộp kit test COVID-19 nhanh với tổng số lượng 400 bộ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.